Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, Trung Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia Liên Âu khác, hoặc là nhiều quốc gia khác trên thế giới đi nữa, có thể hơn Việt Nam nhiều mặt, nhưng có một mặt Made in Việt Nam là cả thế giới thích. Cả thế giới thích một mặt hàng này, Made in Việt Nam. Chúng ta thấy Trung Quốc có mỏ đất hiếm nhiều hơn Việt Nam. Trung Quốc đứng đầu, Việt Nam là đứng hàng thứ hai. Nhưng có một mặt hàng này, Trung Quốc rất là thèm, thèm vô cùng. Càng ngày càng mắc hơn, đó là hạt điều. Hạt điều của Việt Nam được đánh giá là hạt điều ngon nhất thế giới, vì hạt điều Việt Nam do đất, do gì đó, làm cho hạt điều béo, ngậy, thơm, ngon. Tôi nhớ khi tôi còn ở Mỹ, tôi rất thích ăn hạt điều. Các hạt điều mà nhập từ bên phía Nam Mỹ họ cho là ngon. Nhưng sau này, có những hạt điều nhập từ bên phía Việt Nam, tôi ăn tôi thấy ngon hơn. Ngon hơn thiệt. Mỹ nhập hạt điều của Việt Nam trước đây mỗi một năm như vậy, tính ra vài trăm triệu Mỹ Kim. Nhưng tới năm 2006, Việt Nam cán mốc xuất cản nhập điều qua nước Mỹ cũng như qua Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới là 500 triệu Mỹ Kim một năm. Thì người ta đã đánh giá hạt điều của Việt Nam là hạt điều ngon. Hạt điều ngon nhất thế giới. Từ đó đến nay, nhiều nước trong đó có Mỹ và Trung Quốc mua hạt điều Việt Nam là nhiều nhất. Dẫu vậy, từ năm ngoái, Trung Quốc đặt hàng mua hạt điều của Việt Nam vượt qua nước Mỹ. Trung Quốc mua hạt điều của Việt Nam như thế hàng tháng ở năm 2023, đổ bình quân là từ 55 cho tới 60 ngàn tấn. Và mỗi tấn như vậy trước đây là khoảng chừng có 2-3 ngàn đô. Nhưng những năm sau này, giá hạt điều bán cho Trung Quốc và Mỹ tăng rất là nhiều. Bây giờ đã trung bình mỗi một tấn là từ 5.500 đô trở lên cho tới 6.000 đô. Việt Nam xuất cảng năm 2022 về vấn đề hạt điều thôi là đã hơn 5 tỷ Mỹ Kim. Từ 500 triệu năm 2006 tới năm 2022, gấp 10 lần. Năm nay dự trù hạt điều của Việt Nam bán là thiếu đó, thiếu cho những nhu cầu của nước Mỹ và Trung Quốc. Nên giá hạt điều tăng lắm. Hồi xưa bán thì khoảng chừng 55.000 tấn cho đến 60.000 tấn một tháng thì giá thấp, chỉ có 3 cho đến 4.000. Bây giờ đã giá cao, cao lắm. Từ 5.500 cho tới 6.000 đô, gần gấp đôi. Lời gần gấp đôi. Mặt hàng Made in Việt Nam này, hạt điều bây giờ được đánh giá là ngon nhất thế giới. Hạt điều ngon nhất thế giới không phải nằm ở nước Mỹ, không phải nằm ở Trung Quốc, không phải nằm ở tại Nam Mỹ hay bất kỳ một quốc gia nào, mà là nằm ở ngay tại Việt Nam. Vì đất của Việt Nam không biết tại sao hút những chất họ cho rằng béo, thơm và ngậy. Béo, thơm và ngậy. Đây là một điều mừng vô cùng. Xin chúc mừng Việt Nam kỹ nghệ trồng hạt điều và bán hạt điều sang những quốc gia như Trung Quốc và nước Mỹ. Họ thu mua những hạt điều để về chế biến, rang hạt điều lên bán cho khách hàng. Hoặc là có những món ăn của Trung Quốc là phải có hạt điều. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi thì tôi vui mừng vô cùng. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.